Dạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shop Tool ngày 28 tháng 5 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành 2 phút để theo dõi chương trình giới thiệu sản phẩm của Shop em. Trong video này thì em xin review giới thiệu lại với anh chị một cái bộ tarot của hãng The One và được bán với giá là 1 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Và đây mà anh chị cùng xem. Đây là cái bộ tarot và khoan của hãng The One, giá của nó là 1 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì trong bộ này thì sẽ có nguyên một bộ gồm cái mũi tarot răng trong 1 2 3 4 cây, bộ tarot răng ngoài 1 2 3 4 vòng. Ngoài ra nó còn có thêm một cái cây chuyên dùng để tarot, cây này nữa, và 4 mũi khoan tương ứng với lại cái răng tarot trong 1 2 3 4. Thì bộ này là được sản xuất tại đâu bữa mới thấy mà đây, mình đọc cái dòng trên đây, đây sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà cái model này chuyên dùng tại thị trường Mỹ và Canada, US and Canada only. Rồi, và cái thông số kỹ thuật của nó trên đây. Rồi. Một số các anh mà đã quan tâm bộ này thì phản hồi là cái này nó dùng hệ in, chính xác nó dùng hệ in, tại vì hàng Mỹ và Canada nó xài hệ in. Thì để xài tại Việt Nam mình cũng như là cái chuẩn ốc của châu Á thì Shop em đã mua về những cái loại mũi tarot hàng của Nhật, sản xuất tại Nhật. Gồm có mũi 3, 4, 6 và 8. Đây này, mũi 5 nè. M5 bước 0.8. Cái này thì mấy anh là chuyên bên cơ khí thì biết rồi. Này mũi số 3 nè. 3, 5. Đây là 4. Rồi xếp thứ tự nha. 3, 4, 5. Đây là 6. Và cuối cùng là 8. Thì cái mũi này có thể kẹp vô trong cái tay quay của The One là xài ok rồi. Thì cái mũi này là mũi được sản xuất tại Nhật, chứ không phải là sản xuất tại Anh Tập. Thì với cái mũi M3 thì Shop em đang bán với giá là 105.000. M3 đang được bán với giá 105.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Hình như cái gì đó ngược ngược. Rồi. M3 0.5. Đây là thông số kỹ thuật của nó. Cái M3 0.5 này mình sẽ dùng cái mũi khoan sắt 2.5 ly. Cái này em sẽ bổ sung mũi khoan sau. Rồi tiếp theo đó là cái mũi khoan M4 0.7. M4 0.7 thì sẽ dùng cái mũi khoan là 3.2 ly. 3.2 ly và giá em đang bán là 100.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Mũi 3, mũi 4 là đồng giá nha, 100 luôn, khỏi có lẽ 5 chi. Rồi tiếp theo đó là mũi số 5 0.8. Mũi 5 0.8 đang bán với giá 100.000 luôn. Rồi 3, 4, 5 cùng giá 100.000. Tới mũi số 6 là 110.000. Rồi M6 x 1. Rồi cuối cùng là M8 giá 170.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Và xin nhắc lại, đây là cái mũi khoan của Yamawa, bộ mũi tarot của Yamawa được sản xuất tại Nhật, nhập khẩu về. Giá hết sức là yêu thương luôn, anh chị mấy anh thợ có thể mang về sử dụng. Về kỹ thuật cơ khí thì sao em không có rành, nhưng mà theo nhu cầu của tất cả các anh mà đặt hàng á thì em đã có những cái mũi tarot hàng của Nhật luôn rồi. Giá rất là ok, mở ra cho xem. Đây là cái rãnh thẳng chứ không có nghiêng nghiêng góc. Này mở ra sao ta? Đây. Đây. Em sẽ lấy cái mũi lớn nhất để cho anh chị dễ nhìn. Này mũi 8 nè. Rãnh này rãnh thẳng. Thép rất là đẹp luôn.
Vậy là cái anh đã đặt cái bộ tarot của Đài Loan, hoàn toàn yên tâm là đã có thể sử dụng được các cái ngóc của chuẩn châu Á rồi. Mọi thứ đều được hỗ trợ từ A đến Z. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành tới phút để theo dõi chương trình. Mọi nhu cầu anh chị xin vui lòng gọi điện thoại số 0129 39 78 258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận. Nếu mua bộ này và kèm những bộ mũi này thì trong chương trình sẽ được free ship, là hoàn toàn miễn phí về vận chuyển. Anh chị chỉ cần nhắn tin vô cái số điện thoại cửa hàng, cho biết cái tên và địa chỉ thì sau em sẽ làm cái đơn hàng chuyển đi. Nhắc lại cái bộ không này của Đài Loan là 1 triệu, và anh chị cần thêm cái mũi tarot chuẩn châu Á mình mũi nào thì sẽ nói và em sẽ ship chung vô, và cái giá này riêng, mà cái giá này riêng nha anh chị. Bộ này tính giá 1 triệu đồng, còn những cái mũi này sẽ tính giá theo từng mũi. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành cái phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.